hồn có bay lưu lạc về ngày mai kim bạc tóc lâu bay ngày xưa nhẹ như thơ em mềm khắc em mưa cầu thơm dâng hoa gạo điểm cánh trời mùa thu mây màu xin tương tư tim ngô đậm lá rụng chiều ngơ ngày xưa hoa cái vàng mùa đông sông lăng lơ bờ bãi lỡ xuôi lòng mười hai sắc biếng dâu một trời mây khói trắng nên con thuyền lưỡng lự điều xíu đôi câu thơ mây vương câu nắng em hồn có bay ý ta lưu lạc dề cánh mây ý à kim bàn tóc lâu bay ngày xưa ôi câu thơ duyên trăm năm sông thương thương nhớ sông cầu quan họ không lấy nhau tình cỏ mây gấu áo nên muôn đời bất tận khúc người ơi đôi câu thơ mây vương câu ngang em hồn có bay ai mây à kim bạc tóc lâu bay hồn có mây à kim bạc tóc lâu bay kim bạc từ Cao Bằng về Thái Nguyên. Giờ chỉ còn hai anh em Phạm Văn Trạng và Nguyễn Thành Phương. Do Lãng Tử Daniel Hùng đã phải phi về trước cho kịp chuyến bay. Cung đường được chọn là quốc lộ 3 qua Bắc Cạn. Khi ông bạn Phạm Văn Trạng hỏi về cung đường như thế nào thì câu trả lời rất đơn giản: yên chí, chỉ còn phải vượt một con đèo, đèo Cao Bắc Thái, với chiều dài chỉ chừng 200 cây số mà thôi. Thực vậy, quốc lộ 3 nối Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên chạy dọc qua suốt trùng trùng núi non của vùng Đông Bắc Bộ. Tuy nhiên, ngày nay đường đã được tráng nhựa rất tốt nên so với những cung đường đã qua thì chỉ nhẹ nhàng như một cuộc dạo chơi. Ghé Thái Nguyên, theo lời giới thiệu của nhóm Toyota đi trước, hai anh em đã ghé nghỉ ở khu nghỉ dưỡng Hà Thái bên hồ Núi Cốc. Gắn với huyền thoại về chuyện tình nàng công chàng cốc, hồ Núi Cốc được nhắc đến nhiều khi mà năm du lịch quốc gia 2007 và 2008 được tổ chức ở Thái Nguyên. Là một địa điểm du lịch hấp dẫn của tỉnh Thái Nguyên, hồ Núi Cốc vào những ngày hè sẽ là địa điểm rất thích hợp cho những chuyến nghỉ dưỡng và trải nghiệm thú vị. Hồ nước mênh mông hứa hẹn một bầu không khí thanh mát, những resort, khách sạn, nhà nghỉ với đủ đẳng cấp dành cho mọi tầng lớp trong xã hội. Khi đến với hồ Núi Cốc, du khách chắc chắn sẽ có những ngày nghỉ ngơi thoải mái và vô cùng thú vị. Với những du khách từng trải, việc lựa chọn một địa điểm thích hợp cho kỳ nghỉ của bản thân và gia đình hai nhóm thân hữu tuy là một việc thường làm, nhưng đôi khi lại không đơn giản. Một nơi lưu trú phải vừa đáp ứng những nhu cầu vật chất kỹ thuật như tiện nghi, điện nước, phòng ốc, thì song song đó, những giá trị vô hình, những giá trị mềm như sự yên tĩnh, an toàn, thuận tiện, thoải mái trong sinh hoạt và đặc biệt là tính thân hữu, nhiệt tình, chân thành trách nhiệm của chủ nhân và những nhân viên khu nghỉ dưỡng nhiều khi lại là những giá trị không thể thay thế. Những giá trị này không tính toán đo đếm bằng tiền, nhưng chính chúng là yếu tố quyết định cho một kỳ nghỉ hoàn hảo và đáng nhớ.
nhà nghỉ Hà Thái của anh Nghị và gia đình là một nơi như thế. Người viết bài này vốn là dân lang thang, bước chân đã từng được qua nhiều vùng miền, nhiều nơi. Nhiều nơi Nghị đã từng lưu dấu lữ hành, nhiều con người cũng đã được hân hạnh làm quen. Và cơ sở và con người ở Hà Thái là một trong những nơi thực sự đáng được lưu vào bộ nhớ. Hà Nội trong trái tim tôi. Từ Thái Nguyên về thì trời lại rã rích một cơn mưa cuối thu. Nhưng hai anh em cũng ráng dòng qua Sơn Tây với đường Lâm rồi mới về Hà Nội. Xin đưa thêm ở đây lời kể của anh Công Đào. Kết thúc hành trình Lá Cà mùa thu 2018 do Nguyễn Thành Phương khởi xướng, 12 anh em chúng tôi ngậm ngùi chia tay nhau ở Hà Nội, trừ anh Khang và chị Văn phải về ngã Hải Phòng. Đối với tôi, anh Phương và Dũng Trần đã trở thành tri âm tri kỷ già hơn một năm nay rồi. Nay lại được làm quen, kết bạn với những người bạn mới trong group La Cà trong Nam, ngoài Bắc, thật là sự hân hạnh và mừng vui khôn xiết. Những người bạn mới không khác gì một cuốn sách mới. Mỗi cuốn sách đều có giá trị lớn lao về trí thức hoặc cảm xúc. Chẳng hạn như ở anh Phương, ta được thưởng thức những vần thơ, những bài ký sự trác tuyệt, những bức hình phong cảnh tuyệt vời thì phải nhớ đến anh Từ, anh Sơn. Muốn có tinh thần thể thao đỉnh cao thì không có ai khác ngoài anh Khang, gần 60 vẫn lặn lội từ trong Nam lên tận Sapa thi chạy marathon. Daniel Hùng Bias không già được vì lúc nào cũng sôi nổi và giàu đam mê như thanh niên. Quân Bi Tin thì điềm đạm và chu đáo, còn bác Trạng già cao to như Mỹ thì lại vô cùng chất phác và nghe nói rất giỏi công nghệ. Ba cô gái thì miễn chê rồi. Thúy nhỏ nhẹ mà vô cùng nghị lực, bị cú ngã gãy tay đau đến ngất mà khi tỉnh dậy giả bộ không sao cho mọi người khỏi bận tâm. Văn thì nhanh nhẹn hoạt bát và là trợ thủ đắc lực cho chồng mỗi khi xe dở chứng hay vượt đèo. Còn Thu thì về ngoại giao là một đại sứ miễn chê luôn. Vespa Lan Bạc, con người giàu nghị lực và chân tình, luôn làm mình cảm động. Rất cảm ơn trời đất, tuổi già tuy không kiếm được tiền nhưng kiếm thêm được rất nhiều bạn. Đúng với câu có thể nghèo tiền bạc nhưng dứt khoát phải giàu bạn bè. Một lần nữa, sau khi chia tay, mình xin cảm ơn các bạn đã có mặt trong cuộc phong trần mùa thu, cuộc La Cà mùa thu, cuộc La Cà mùa thu 2018, và mong sẽ có ngày còn gặp lại. Đã từ bao giờ, Hà Nội với mình là một nơi chốn vui người tình ấm. Đó là nơi chốn của những người bạn mà cả đời chỉ tương ngộ được đôi lần. Nhưng cái tình tri kỷ tri âm thì vĩnh cửu từ bất tận tâm hồn, không ngôn từ nào nói được. Bụi đường, sương núi như được phố phường Thăng Long gói ghém, ướp thành một thứ men của không gian và thời gian cho thành tựu đời người. Một chất men vừa phong lãng lại cũng vừa hào hoa, rất kiêu hùng mà lại vô cùng tao nhã. Hai ngày La Cà ở Văn Miếu rồi Bát Tràng thật là chưa đủ cho cơn khát khao bạn bè, nhưng lại cũng chất ngất thêm những kỷ niệm không thể nào quên về đất và người Hà Nội. Ôi mùa thu Hà Nội, cơn mưa nhẹ nhàng ru êm trời cuối năm, tôi trải hồn tôi trong mênh mông trời Kinh Bắc. Hà Nội mùa thu, làm sao tôi không nhớ ngàn năm lộng lẫy hoa vàng.